ai là chúng ta cần gần nhất các em nếu như chúng ta sang Nhật? Hỏi ai? Nghề nghiệp đoàn. Cái người quản lý trực tiếp chúng ta. Đúng chưa nhỉ? Nếu ở xưa thì những người mà được giao quản lý chúng ta được chưa? Sau đó thì mới xa hơn nữa thì mới đến là người quản lý của nghiệp đoàn, và xa hơn nữa là người của công ty Netco hỗ trợ các em được chưa? Đấy. Và tất nhiên là khi các em đặt chân xuống đến nghiệp đoàn đấy là sẽ có các anh các chị đến và bảo em ghi số điện thoại và có những vấn đề gì thì viết bắt cho tôi tay cho chúng ta hỗ trợ, đúng không? Và cuối cùng thì thông tin là về ai? Về tổ chức nào? Chúng tôi chưa về giám đốc đi. Giám đốc sẽ lấy thông tin từ trường học, đúng không? Và đưa ra quyết định xử lý, đúng không? Hỗ trợ các em như thế nào? Đàm phán khách hàng ra sao? Từ cái đó là báo cáo thông tin cụ thể và giám đốc sẽ đưa ra quyết định. Thế thì hôm nay nói như thế để em thấy được rằng tuy rằng chúng ta trong tâm không ngắn đâu, dài đấy, và cũng có nhiều các công đoạn hướng dẫn đấy, thế nhưng mà chúng ta vẫn còn có cái gì đó nó không rõ ràng, gần như là chúng ta đang vẫn đang sống trong trạng thái mà lệ thuộc quá nhiều, và ở tuổi của các em rồi mà phải chủ động, mọi thứ chủ động. Bố mẹ chỉ là người cú hích về mặt tài chính thôi, bố mẹ quyết định cho các em đi chứ phải lo tài chính, đúng không? Còn mọi thủ tục là các em phải hỏi và các em phải làm, thì bố mẹ không thể hỏi và làm thay cho các em được, đúng không? Thế thì cái này là cũng như là một buổi cuối cùng để lên lớp về những vấn đề về cuộc sống này.